Chào mừng các bạn trở lại với khóa học lập trình Zen Framework tại Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa Phạm. Các bài học trước thì chúng ta đã cùng nhau tạo ra phương thức validate cho data. Bài học này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn custom error message đối với là các thông báo lỗi nếu mà mình nhận được. Rõ ràng thì bạn thấy là giả sử như trường hợp bài học trước ở đây, mình nhận được một thông báo lỗi là có quá nhiều từ maximum như thế này. Vậy thì bạn muốn custom lại error message theo ý muốn của bạn hoặc là nội dung thông báo của bạn là tiếng Việt chứ không phải thực hiện in tiếng Anh như thế này thì mình sẽ làm như thế nào? Rồi mình sẽ đi vào trong sub code validator controller ha. Bây giờ mình sẽ demo cho trường hợp là string action trước tiên. Bạn mở ra Zen Validator và mở ra class là string len ở đây. Mình đi vào Zen Validator ha. Mở ra class là string len. Bạn thấy thì các thông báo lỗi mình đang nhận được nằm ở nội dung như thế này. Bây giờ mình sẽ thử chạy phương thức string len mà hôm trước chúng ta đã thực hiện đã ha. Mình đi vào string. Ở đây mình nhận được thông báo là Khoa Phạm. Bây giờ mình sẽ thử là in nội dung ở trên biến Khoa Phạm training. Refresh. Thì ở đây mình nhận được thông báo là input thì nhiều hơn 10 ký tự. Bạn đi vào trong thư viện. Ở đây bạn thấy thì thông báo lỗi của mình nằm ở input more than master long ở đây. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau custom error message này lại. Tuy nhiên mình có một chú ý đối với các bạn là chúng ta không nên thực hiện là viết trực tiếp vào nội dung thông báo lỗi ở đây, mà mình nên viết ra nội dung custom tùy theo input của mình. Vậy thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn validate ở controller thực hiện như sau. Ở đây thì sau khi chúng ta đã tạo ra validator, mình sẽ dùng phương thức là set message. Mình demo cho string len đầu tiên ha. Mình dùng $validator. Ở đây bạn tạo tới phương thức là set message. Sau đó thì các bạn truyền vào đây một mã. Sau cuối câu thì bạn nhớ chắc phải ha. Đối với set message thì ở đây mình có những thông báo cho là invalid, too short và too long. Vậy thì chúng ta có 3 constant như thế này, mình sẽ thực hiện như sau. Đứng từ string len, mình gọi đến constant đầu tiên đó chính là invalid. Rồi, để custom cho invalid ở đây thì mình sẽ dùng trỏ tới nội dung thông báo lỗi của mình. Ở đây bạn sẽ thực hiện thông báo là kiểu dữ liệu không được phép ha. Rồi, ngoài ra thì mình có là too short. Vậy thì ở đây mình sẽ gọi là string len. Bạn gọi đến là constant too short, nội dung thông báo lỗi của bạn. Ở đây người ta đã thực hiện là input thì ít hơn min ký tự. Vậy thì ở đây mình sẽ thực hiện là giá trị quá ngắn. Giá trị, để lấy ra giá trị thì mình dùng 2% để lấy ra giá trị mà bạn chọn ha. Truyền vào đây là biến value. Rồi, quá ngắn chẳng hạn. Yêu cầu ít nhất min ký tự. Yêu cầu ít nhất. Rồi, để lấy ra giá trị min thì ở đây mình dùng là min ký tự. Tương tự thì mình set up cho trường hợp too long. Mình copy nội dung này. Ở đây bạn sẽ bắt vào, thay vì gọi đến too short thì ở đây mình gọi đến là too long. Và set up lại nội dung của bạn. Giá trị value thì quá dài. Yêu cầu thì tối đa. Thôi. Thay vì gọi đến min thì ở đây bạn gọi đến là max. Thì để lấy ra các giá trị thì ở đây các bạn dùng hai dấu phần trăm ha, tương tự như cách mà người ta đã thực hiện ở đây là phần trăm. Bây giờ mình sẽ chạy lại phương thức này xem là nội dung thông báo lỗi của bạn có in ra theo cách mình đã custom hay không. Mình thử refresh. Thì ở đây bạn nhận được thông báo là giá trị Khoa Phạm training quá dài, yêu cầu tối đa là 10 ký tự. Ở đây mình nên là kèm theo dấu nháy như thế này đối với value của mình ha. Refresh nào. Thì bạn thấy là giá trị Khoa Phạm training quá dài được đặt trong một dấu nháy đơn, thì yêu cầu tối đa là 10 ký tự. Tương tự thì các bạn có thể test cho một số trường hợp còn lại. Ví dụ như ở đây mình nhận biến là test. Thử refresh. Ở đây mình nhận giá trị test quá ngắn, yêu cầu ít nhất là 6 ký tự. Thì ở đây bạn thấy là chúng ta còn một message nữa là invalid cho data type. Vậy thì mình sẽ tạo một biến là $var ở đây chẳng hạn, chính bằng một biến kiểu chung. Thử ha. Refresh. Ở đây mình nhận được thông báo là kiểu dữ liệu không được phép chọn. Thì rõ ràng bạn thấy là biến giá trị là true false thì nó thuộc kiểu boolean, không phải là kiểu string. Do đó thì mình nhận được thông báo là kiểu dữ liệu không được phép chọn. Rồi, bạn cũng có thể thông báo ở đây là chỉ cho phép string ha. Rồi, mình sẽ thử refresh. Thì mình nhận được thông báo là chỉ cho phép string và kiểu dữ liệu không được phép chọn. Như vậy là mình đã custom error message cho trường hợp là string len. Thì bây giờ mình sẽ demo thêm một trường hợp nữa, ví dụ như là number action chẳng hạn. Rồi, ở đây mình sẽ tạo biến custom error message và mình sẽ dùng là $validator.
cho tới phương thức là Send Message. Truyền vào đây một mã cuối lệnh thì bạn dùng chấm phẩy. Để biết được các message mình sẽ thông báo thì bạn tiến hành mở thư viện là Bitstream này. Mình sẽ đi vào trong Bitstream. Rồi, ở đây mình có những thông báo lỗi gồm có là not Bitstream, not Bitstream string, rồi value không phải là string và value không phải là số. Bây giờ chúng ta sẽ custom 4 error message này lại ha. Mình sẽ tạm thời copy nội dung này. Ở đây trong class thì họ dùng cell, còn chúng ta không phải dùng cell mà bắt vào đây thì các bạn sẽ thay lại tất cả từ khóa cell chính bằng thư viện của chúng ta. Mình đi từ gen validator và vào trong Bitstream. Lúc bây giờ mình sẽ copy nội dung này, thay tất cả cell ha, cell chính là class của chúng ta. Rồi, gọi đến là not Bitstream. Thay vì chúng ta gọi thông báo lỗi ở đây là input thì không nằm trong giá trị như thế này. Vậy thì mình sẽ thực hiện là dữ liệu không nằm trong khoảng ha. Ở đây mình sẽ thông báo là dữ liệu không thuộc khoảng min và max. Rồi mình sẽ là bỏ đi giá trị này. Và tiếp theo thì ở đây mình sẽ custom nội dung là dữ liệu không nằm trong đoạn. Bạn thấy là ở đây chúng ta có not Bitstream thì trong khoảng nó sẽ không, trong khoảng ha, thì nó sẽ không lấy giá trị min và giá trị max. Còn not Bitstream strict là mình thực hiện là lấy trong đoạn, tức là cho phép cả giá trị min và giá trị max. Dữ liệu không nằm trong đoạn. Rồi, value thì không phải kiểu số. Vậy thì ở đây mình sẽ xóa đi nội dung này ha. Mà message này mình sẽ thực hiện là dữ liệu bạn nhập. Rồi, mình cũng có thể lấy ra value bằng phần trăm. Value không phải là số. Như vậy ha. Tiếp theo thì dữ liệu not a string thì dữ liệu không phải là chuỗi, do đó thì mình sẽ thông báo dữ liệu bạn nhập. Rồi cũng lấy ra value luôn ha, bằng phần trăm, không phải là chuỗi. Như vậy là mình đã thực hiện custom error message cho 4 constant của mình. Bây giờ mình sẽ thử chạy lại đối với phương thức là number ở đây. Rồi mình gõ vào đây là number. Chúng ta nhận được giá trị 10, tức là giá trị của chúng ta chính xác. Vậy thì ở đây mình sẽ tạo một biến khác mà không phải là biến 10 chẳng hạn. Ở đây mình tạo một biến, ví dụ như là 10 thì nó nằm trong khoảng là inclusive bằng true ha. Vậy thì thay vì gọi inclusive bằng true, vậy mình sẽ gọi inclusive bằng false. Khi mà bạn set inclusive bằng false, nghĩa là không cho phép hai giá trị biên là 5 và 10. Vậy thì ở đây mình sẽ nhận được thông báo là dòng dữ liệu không nằm trong đoạn. Mình sẽ thử refresh. Ở đây mình nhận được thông báo chính là dữ liệu không nằm trong đoạn 5 và 10. Rồi bạn cũng có thể set up lại giá trị này là true. Và mình thực hiện tạo ra một biến khác ha. Biến của mình set up ở đây ví dụ như là 15 chẳng hạn. Thì bạn thấy là 15 nó không nằm trong khoảng là, nó không nằm trong đoạn không 10 và mình đang set up là true. Do đó thì mình sẽ nhận được thông báo là not Bitstream ở đây. Thử refresh. Thì mình nhận được thông báo đó chính là dữ liệu không thuộc khoảng 5 và 10. Rồi, ví dụ như ở đây mình set up một biến mới và mình set up một chuỗi chẳng hạn. Chào bạn. Lúc bây giờ mình sẽ kiểm tra xem là nó validate in ra trường hợp mình như thế nào ha. Mình refresh. Thì ở đây mình nhận được thông báo là dữ liệu bạn nhập, chào bạn, không phải là số. Như vậy chứng tỏ là mình đã custom error message cho trường hợp number action ở đây. Tương tự thì các trường hợp khác như đây, email, digit hoặc là return và các phương thức mà mình đã tạo ra ở đây thì các bạn cũng có thể custom error message dựa vào các constant mà class của Zen Framework đã tạo ra. Ví dụ như ở đây mình có là not empty chẳng hạn. Vậy thì mình sẽ mở đến not empty và hướng dẫn luôn ha. Mình chọn là not empty. Ở đây mình có những thông báo message gồm có là EMT và invalid. Vậy thì các bạn chỉ cần tạo ra hai thông báo cho nội dung như thế này. Bài học sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn custom error message cho các trường hợp mà chúng ta đã validate cho file ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo.